Thank you.
La Tiên Trạng và Mai Đức. Sau khi đã bàn thảo với các linh mục và tham khảo ý kiến của các cha xứ có liên hệ, nay tôi quyết định chia tách các giáo họ Yên Độ, La Tiên Trạng và Mai Đức khỏi giáo xứ Hà Đông, thành lập giáo xứ mới với tên gọi là giáo xứ Yên Độ thuộc giáo phận Chính Toàn. Địa bàn hành chính giáo xứ Yên Độ bao gồm toàn bộ phường Yên Nghĩa và Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giáo xứ Yên Độ tôn nhận Thánh Giuse làm quan thầy, mừng lễ vào ngày 19 tháng 3 và chầu được thay mặt niệm Phật vào Chủ nhật thứ tư của tháng 12 dương lịch hàng năm. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse, xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ mới được hợp nhất, thánh thiện và bình an. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2021, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội ấn ký. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse, kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, kính thưa quý cụ công, cụ bà và quý cộng đoàn. Sự hiện diện của Đức Tổng Giuse, quý cha và cộng đoàn tại ngôi thánh đường nhỏ bé này vào ngày giáo họ Yên Độ chúng con được công bố lên hàng giáo xứ. Đây là ngày đáng ghi nhớ trong sự hình thành và phát triển của giáo xứ chúng con. Trong niềm vui hân hoan, con xin thay mặt bà con kính trình Đức Tổng quý cha, quý cộng đoàn, quý sơ lược lịch sử tân giáo xứ Yên Độ. Tân giáo xứ Yên Độ tọa lạc tại tổ dân phố 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo truyền khẩu và căn cứ các nguồn tài liệu ghi lại, vào khoảng những năm cuối thế kỷ 19, hạt giống đức tin đã được gieo vãi trên vùng đất Yên Độ. Ban đầu mỗi dòng họ cử ra một số gia đình theo đạo. Theo dấu mốc ghi lại trên thanh câu đầu của ngôi nhà thờ cũ, nhà thờ xây dựng xong vào năm 1897 do cha Lê Lôi Mét năm 1850 năm 1919, lúc đó đang quản giáo xứ Đông Lao. Ngoài bốc xây nhà thờ, hiện nay trên vườn thành giáo xứ Yên Độ còn có cây thánh giá cổ bằng đá có ghi mốc năm 1998. Một năm sau, vào năm 1899, cha Lê Lê Bếp giao giáo xứ Đông Lao cho cha Việt Nam là cha Phêrô Nguyễn Khắc Quan. Ngài tiếp tục coi sóc giáo xứ Đông Lao. Sau đó lần lượt các cha Phêrô Trần Quang Phật, cha Vũ Kim Loan không nhớ tên thánh của ngài. Đến năm 1949, về trên địa phận sai cha Giuse Nguyễn Văn Bàng về quay sóc. Tính đến năm 1954, họ đạo có khoảng 136 nhân danh. Từ năm 1955 đến năm 1985 là giai đoạn thăng trầm và biết bao khó khăn trong đời sống đức tin nơi đây. Vì vắng bóng các chủ trương nên đời sống đạo đức sa sút, một số gia đình đã không còn giữ đức tin. Vào những năm sau đó, giáo xứ Đông Nam tiếp tục được quay sóc bởi các cha Paulo Phạm Đường, cha Pedro Nguyễn Văn Bị, tiếp đến là cha Pedro Trần Văn Trương. Năm 2007, do việc phân chia địa giới hành chính, họ Yên Độ, họ La Tiên Trạng và họ Mai Đức chuyển về trực thuộc giáo xứ Hà Đông do cha xứ Giuse Nguyễn Ngọc Minh quay sóc.
Trong thời gian này, do sự thay đổi và phát triển của đô thị hóa, bà con giáo dân đã cộng tác và xây dựng được ngôi nhà thờ mới. Từ năm 2012 đến năm 2019, giáo hội được quay sóc bởi cha Giuse Vũ Quang Ngọc. Từ tháng 8 năm 2019 đến nay, dưới sự dẫn dắt của cha xứ Gioan Baptista Nguyễn Văn Quang, các thánh lễ và sinh hoạt được duy trì và ngày càng khởi sắc. Các hội đoàn được tổ chức lại ngày càng vững chắc. Tính đến nay, tổng số nhân danh của toàn giáo xứ có khoảng 1.100 người. Trong đó có một người con của giáo xứ đang tu luyện trong dòng Chúa Kim Thế và hai nữ tu dòng Huế Thánh Giá. Thời gian gần đây, rất nhiều anh chị em di dân tiếp tục nộp đơn gia nhập vào giáo hội. Trong thời gian đồng hành và dẫn dắt, nhìn nhận sự thao thức phát triển, cố gắng giữ vững đức tin của từng giáo dân, cha xứ Gioan Baptista đã đệ đơn xin tòa giám mục tách ba giáo hội khỏi xứ Hà Đông và nâng giáo hội Yên Lộ lên thành tân giáo xứ Yên Lộ, bao gồm họ Nam Tinh Trạng, họ Mai Lĩnh. Tạ ơn Thiên Chúa, ngày 18 tháng 11 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ký quyết định thành lập tân giáo xứ Yên Lộ. Giáo xứ nhận Thánh Giuse là quan thầy bảo trợ và mừng lễ vào ngày 19 tháng 3 hàng năm. Thánh Tâm Chúa là tước hiệu nhà thờ. Giáo xứ chồng mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận vào Chúa Nhật cuối cùng của tháng 12 dương lịch hàng năm. Trên đây là vài nét sơ lược lịch sử tân giáo xứ Yên Lộ. Kính xin Đức Tổng Giuse, quý cha, quý cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho giáo xứ non trẻ của chúng con. Chúng con xin trân trọng cảm ơn Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn.